tẩy tế bào chết là bước quan trọng trong chu trình dưỡng da mặc dù chỉ sử dụng một đến hai lần một tuần nhưng nếu thiếu đi bước này làn da khó có thể giữ được độ mịn màng tươi sáng tẩy tế bào chết đô bản mỹ là một trong những dòng tẩy tế bào chết được yêu thích nhất hiện nay với kết cấu kem mịn và không gây tổn hại cho da khi mát xa mặt khác độ thẩm thấu dễ dàng thấm vào da cùng với mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ trong video này shop giúp trẻ đẹp sẽ giúp mình tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm đô được tin dùng nhất hiện nay nhé bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. tẩy tế bào chết đô bản Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em. Bởi dòng sản phẩm có sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như là giúp tẩy tế bào chết hiệu quả và loại bỏ được vùng da khô xỉn màu, làm sạch lỗ chân lông và tránh tình trạng những lớp da chết bị bưng bít lỗ chân lông. Đây là nguyên nhân chính gây nên tình trạng mụn thường thấy ở trên da. Ngoài ra, tẩy tế bào chết đô còn có khả năng chống lão hóa da cực kỳ tốt, đặc biệt là cân bằng được độ ẩm cũng như làm săn chắc da hàng ngày, nuôi dưỡng sâu, khôi phục được làn da mịn cùng với những dưỡng chất tự nhiên, giúp cho làn da của bạn không còn bị thâm đen hay khô khan thiếu sức sống với công thức một phần tư kem dưỡng ẩm giúp phục hồi được làn da khô. Có khả năng nuôi dưỡng sâu sau khi dùng tẩy tế bào chết đô bản Mỹ nhé. Dù sản phẩm tẩy tế bào chết đô bản Mỹ được sử dụng nhiều như vậy, nhưng vẫn có nhiều chị em vẫn thắc mắc rằng sản phẩm này có thực sự tốt không? Sản phẩm tẩy tế bào chết đô bản Mỹ từ trước đến nay luôn đảm bảo để bổ sung những dưỡng chất cần thiết, từ đó giúp cho làn da của bạn được nuôi dưỡng một cách trọn vẹn. Tẩy tế bào chết đô bản Mỹ cũng không ngoại lệ với khả năng loại bỏ được lớp sừng chết nhẹ nhàng mà không gây khô da. Với công thức là sự kết hợp siêu lành tính cùng với những thành phần như lysergin, dầu hạt macadamia, chiết xuất oziza sativa, kiwi, bơ hạt mỡ, lô hội, nên hoàn toàn thích hợp với làn da nhạy cảm hoặc cho những nàng muốn tìm kiếm sản phẩm tẩy tế bào chết lành tính. Đồng thời với kết cấu của sản phẩm tẩy tế bào chết ở dạng kem hơi sệt, dễ dàng hòa tan khi mát xa cùng với các hạt giúp ly ti siêu mịn. Từ đó góp phần làm sạch da mà không lo gây chảy xước hay bị tổn thương cho da nhé. tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.